tụi bạn thân Nhã Phương, mỗi lần tụ họp là gây chấn động vì visual chất lượng. Tuy ít nhưng toàn mỹ nữ đa tài và giàu có của showbiz Việt. Nhắc đến những hội bạn thân quyền lực của showbiz Việt, phải nhắc đến hội bạn thân của nữ diễn viên Nhã Phương với những gương mặt đình đám như Ái Phương, MC Hoàng Oanh, Khả Ngân, diễn viên Minh Thảo. Mặc dù Nhã Phương từng nhiều lần thừa nhận bản thân ít bạn và cả nhóm cũng ít khi lộ diện hay tụ tập cùng nhau, thế nhưng gần như tất cả những sự kiện đặc biệt của cuộc đời cô gần đây đều có sự góp mặt của những mỹ nhân này. Từ sinh nhật, tiệc độc thân, đám hỏi, đám cưới đến những lần đi chơi riêng, mỗi lần tụ họp lại là mỗi lần gây sốt truyền thông và khán giả. Trong tiệc sinh nhật Nhã Phương được tổ chức tại biệt thự nhà vườn của gia đình, Nhã Phương cùng dàn mỹ nhân đình đám đã không ngần ngại diện đồ bộ lầy lội với đủ màu sắc khác nhau khiến netizen thích thú. Mặc dù diện đồ bộ nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp và sự thu hút của hội chị em toàn mỹ nữ của bà xã Trường Giang. Đặc biệt, hội bạn thân chất lượng của nữ diễn viên cũng có mặt trong ngày trọng đại của cô vào cuối tháng 9 năm 2018. Lần tụ họp này cũng gây bão truyền thông vì nhan sắc quyến rũ và sức ảnh hưởng của các mỹ nữ góp mặt trong đám cưới Nhã Phương. MC Hoàng Oanh chia sẻ cô quen biết Nhã Phương trên trường quay bộ phim Khúc Hát Mặt Trời. Riêng Hoàng Oanh quen Ái Phương từ năm 16 tuổi ở một câu lạc bộ dành cho người mẫu tuổi teen. Sau đó, mọi người quen biết nhau qua những lần gặp mặt chung và dần thân thiết. Đúng là gió tầng nào thường chơi chung với mây tầng đó. Nhìn qua hội bạn thân của Nhã Phương chỉ biết si mê bởi nhan sắc, sự tài giỏi và thành công của họ. Mặc dù hiện tại mỗi người có một con đường, một sự nghiệp riêng, nhưng những phút giây quan trọng của bất kỳ thành viên nào trong hội bạn thân, cả nhóm đều tụ tập không thiếu bất kỳ ai. Nhã Phương là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất trong hội, nữ diễn viên từng ghi dấu qua nhiều phim những Thiên Thần Áo Trắng, Quả Tim Máu, Hoán Đổi, 49 Ngày. Sau đó, cô còn thử sức với vai trò nhà sản xuất phim. Tháng 9 năm 2018, nữ diễn viên kết hôn với nghệ sĩ Trường Giang. Sau đó cả hai có với nhau một bé trai và một bé gái. Sau 6 năm kết hôn, Nhã Phương, Trường Giang có tổ ấm viên mãn, giàu có, được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cặp đôi còn kinh doanh nhà hàng, quán ăn. Trong nhóm, Nhã Phương được bạn bè nhận xét là người hiền lành, mỏng manh khiến ai cũng muốn che chở. Ngoài ra, Nhã Phương khá tâm lý, thường xuyên giúp đỡ bạn bè khi họ cần. Hoàng Oanh ghi dấu ấn qua vai trò MC, diễn viên, á hậu và tham gia một chương trình game show về âm nhạc. Cuối năm 2019, cô kết hôn cùng chàng trai người Mỹ Jack Cole và có với nhau một em bé. Tuy nhiên, đầu năm 2022, cả hai xác nhận đường ai nấy đi. Hoàng Oanh chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi có những người bạn thân lâu năm, cùng cô chia sẻ nhiều chuyện vui buồn trong nghề và cuộc sống. Cả nhóm không có nguyên tắc chung, chỉ có tình cảm chân thành để giữ quan hệ bạn bè bền chặt. Dù chơi thân với nhau thời gian dài, họ chưa bao giờ giận nhau, có những lúc mắng nhau nhưng chỉ là vui thôi. Ca sĩ Ái Phương là một trong những người bạn thân lâu năm của Hoàng Oanh. Nhã Phương, nữ ca sĩ từng tham gia Siêu Mẫu Việt Nam 2011, đoạt giải đồng và sau đó chuyển hướng và tập trung phát triển với vai trò ca sĩ. Với giọng ca ngọt ngào, Ái Phương ghi dấu qua nhiều bài hit, mặc dù đã U40 nhưng cô vẫn độc thân. Nhã Phương chia sẻ, Ái Phương có tính cách trái ngược với cô, nữ ca sĩ là người mạnh mẽ, điềm tĩnh và sâu sắc. Ái Phương cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Nhà có hội bạn thân đáng đồng tiền là thế đấy, đã toàn là mỹ nữ tài giỏi và giàu có mà mỗi lần bạn bè cần thì chắc chắn sẽ luôn có mặt đông đủ. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ trước tình cảm khăng khít của họ dành cho nhau. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.